Em Ngọc Hữu Ô Tô xin chào toàn thể anh chị lại quay trở lại với channel YouTube của em. Và một lần nữa thay mặt cho toàn thể anh em tại Salon Ô Tô, kính chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất tại cửa hàng bên em, cũng như giá xe phân khúc gia đình tại thị trường ô tô Tây Nguyên Lâm Đồng. Và trong ngày hôm qua thì cửa hàng em cũng xuất đi, đó là một chiếc Ranger Wheeljack 2018 với một chiếc BT50 màu trắng chạy 26.000. Thì trong ngày hôm nay em xin gửi đến chị một chiếc 7 chỗ máy dầu đến từ thương hiệu Toyota, chiếc Toyota Fortuner rất là quen thuộc rồi. Và chiếc xe ngày hôm nay em gửi đến anh chị sản xuất vào năm 2014 nha anh chị nha, động cơ dầu máy 2.5 đó, biển 65A06977, sản xuất 2014 nha anh chị nha. Và được cửa hàng bên em chào giá bán anh chị với mức giá bán 655 triệu cho chiếc xe này. Vậy thì với giá tiền như thế là chắc chắn mình phải mua được một chiếc xe Range rồi đúng không ạ? Và chiếc xe này vẫn khẳng định cho anh chị Range trên 80% cho chiếc xe, cũng như là xe không cấn, không đụng, không lỗi điện, không tai nạn, không ngập, không thủy kích nha anh chị nha. Đó. Và trong thời gian này thì em nghĩ là khi anh chị đi mua xe nó cũng hơi cực khổ một chút xíu. Và lời khuyên chân tình cho anh chị, nếu như mà trong thời gian này mình đi mua xe thì lên hạn chế nhập vào những chiếc xe khu vực như bị ngập úng một chút xíu nha. Là hiện tại bây giờ những chiếc xe tại khu vực miền Trung đang rất là đáng thương. Thương ở chỗ là chuẩn bị những chiếc xe đó là chuẩn bị mang đi và bán phụ tùng. Đó, tại vì bây giờ nếu mà một chiếc xe ngập rồi thì chắc chắn với anh chị nó sẽ không bao giờ mà xài được nữa. Đó, dàn điện là coi như là đi hết rồi đó. Đó. Và trong ngày hôm nay thì chiếc xe này em sẽ quay chi tiết cho anh chị. Với giá thành 655 triệu mình sẽ mua được gì? Điều đầu tiên, chiếc xe này phiên bản G, máy dầu, số sàn, đó là chắc chắn rồi. Còn trên phiên bản này của từ năm 2010 đến 2016 thì số tự động sẽ là máy xăng nha anh chị nha. Và số tự động dầu thì cũng không có để mà mua, tại vì thời điểm này chưa sản xuất nha anh chị nha. Trước đó cho phiên bản nhập thì có, nhưng mà đa phần thị trường đó đa phần cho thị trường nội địa. Đó. Còn hiện tại thị trường Việt Nam mình đến năm 2019 mới có phiên bản số tự động máy dầu nha. Anh chị lưu ý giùm em cho riêng dòng Toyota Fortuner. Điều đầu tiên, chiếc xe này về phần cụm đèn đang rất là sáng, cũng như là chúng ta đã có trang bị bi cầu projector trợ sáng bằng halogen, cũng như phần đèn cản đang rất là mê ly nè. Đúng không ạ? Đèn cản rất mê ly. Đó. Phần mặt ga lăng đang rất là sáng màu. Đúng không ạ? Và xe này đăng kiểm khá dài thì anh chị, đến tháng 8 2021 cơ. Rất là dài. Đó, cũng như là độ hở của cản. Và hiện tại Toyota Fortuner thì cửa hàng em đang còn 6 chiếc để cho anh chị lựa nha. Thấp nhất là 2010, mức giá bán 520 triệu. Và cao nhất thì em đang còn 2 chiếc 2015 bản mâm đen, một chiếc 675 triệu biển 49 và một chiếc 690 triệu biển 86. Còn 2013, bên kia em mới về 2013 biển 65 Cần Thơ luôn, mức giá bán 630 triệu y chang chiếc biển 51 nha. 2013 đang còn 2 chiếc. Đó. Thì chi tiết về phần cản, cận cảnh về phần cản cho anh chị, cản độ hở rất là đẹp nha. Cũng như là bên bọng về thì chuyện xước sơ sơ như thế này thì không thể nào tránh khỏi rồi. Và phần mâm thì vẫn sử dụng mâm tĩnh điện, và dàn vỏ vẫn sử dụng đó là vỏ 265, 6517. Thì dàn vỏ xe này thì cặp vỏ trước đang còn khá là tươi mới nha anh chị nha. Dàn vỏ này chắc cũng phải đâu đó khoảng 80, hàng 80 nha anh chị nha. Đó, trước thì chúng ta sử dụng thắng đĩa cũng như là cốt bọng về nè. Bọng về khá là chắc chắn luôn nha. Nối của chủ A đây thưa anh chị, rất là đẹp nha. Và phần kính, kính trước, rin, chân móc bao đẹp luôn đúng không ạ? Và thích hợp thêm đó là xi nhan trên kính chiếu hậu. Và dòng này đời này cũng đã có cặp gương rồi nha anh chị nha. Nối, sơn nối nè. Và độ hở của cửa cực đẹp nha. Carbon hàng tĩnh điện bên dưới nè, đều lắp ráp nguyên bản nha. Cũng như là viền hông không có bị chảy trộn gì. Bên trong này thì chiếc xe vẫn giữ nỉ rin trên phần tắp bi, và trang bị hệ thống giải trí đó là 6 loa. Và trên này vẫn là sơn tĩnh điện rất quen thuộc đúng không ạ? Keo chỉ sẽ không mất cho anh chị phần chỉ nào. Đó. Cũng như là
dàn khóa chiếc xe thì xe này dàn khóa đang 7 màu nha anh chị nha. Giờ mình sẽ coi dàn khóa. Đó. Chưa lắc lơi. Đúng không ạ? Bể bước lên xuống chỗ này hơi trời chút xíu, nhưng mà cái tình trạng này không có thể nào tránh khỏi rồi nha anh chị nha. Không thể nào tránh khỏi được, cũng như là đường ron ăn trên cửa. Cửa sau chưa đục, chưa rớt. Đó. Phần khóa 7 màu, ánh 7 màu còn nha. Anh chị nha, không khuyết nè. Đó. Trụ bơi ngó thẳng lên về phần trụ A. Rất là tốt nha. Phần vô lăng, vô lăng da rất là túi khí còn cho hai cái nha anh chị nha. Không bị ổ góc nè, bốn góc này không bị ổ nè. Đúng không ạ? Không có bị vết mồ hôi ăn luôn. Đó, và xe được người sử dụng lên da cho mình rồi nha. Bộ da rất là xịn sò luôn nha. Đó. May rất là ôm nha. Phần đường ron rất là căng. Đó, và chúng ta tiết kiệm được thêm nó phần phin cách nhiệt. Đó. Bên ngoài ngó vào. Đó, và bên trong ngó ra nè. Trụ xe cũng như là về sau. Bể bước lên xuống nè. Hơi trời thì tình trạng không thể tránh khỏi đâu. Quả sau 7 màu. Đó. Thẳng lên. Đến phần trụ bơi. Rất là căng nha anh chị nha. Đó. Viền trên tắp lô cũng vậy, chỗ này không bị ố nè. Đó. Chỉ keo. Khẳng định anh chị không mất một phần keo chỉ nha. Lách khóa nè. Đó. Và trụ chứ không bị xì nha anh chị nha. Nói thẳng luôn. Đó. Những lách trụ trong này. Anh chị cứ dở ron ra anh chị coi bình thường tại cửa hàng. Đó. Trên này chúng ta sẽ có cảm biến khóa, gập gương và chỉnh điện. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi về phần độ hở của cản sau. Mê ly cũng như phần cục đèn. Đó. Còn cái lớp chrome bên ngoài này thì mình mua và mình ốp thêm nha, cho đẹp thêm thôi. Chứ những cái ốp này em không quan tâm. Trên phiên bản G thì chúng ta sẽ có đó là hai con cảm biến lùi. Đó. Hai con cảm biến lùi và tình trạng này. Trụ cuối. Đó, nước sơn ở đây là rinh toàn tập nha. Đó. Carbon tĩnh trên này. Keo chỉ cốp chưa có rớt nha. Đó. Cốp chưa rớt. Chỉ keo không rớt phân nào. Đó. Đúng không ạ? Thì những chiếc ví dụ như mà từ 2009 đến 2012 thì anh chị để ý cho em đó là khóa đen. Còn dòng từ 2013 đổ lên thì sẽ là khóa này nha anh chị nha. Và chất lượng khóa nè, em đang còn để hơi dơ cho anh chị coi, chưa rớt khóa nha. Đó. Và cái ổ quay vỏ sơ cua cũng không có bị toét nha. Đó. Phần vỏ sơ cua xe này ổ không gầm thì bao chắc đó nha. Bao chắc chắn đó. 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 Nội thất đằng sau. Hàng ghế sau xe này thì cũng ít dùng nha anh chị nha. Ít dùng đấy. Ống cốp của xe này thì cũng khá là nhẹ nhàng. Đèn bên phụ lái. Đúng không ạ? Và như phần kính. Rất là căng nha anh chị nha. Sơn keo cực căng luôn. Đó. Vỏ sau. Xe này thì chắc thay 4 vỏ đều nhau. 4 vỏ rất là đều nha. Đó. Cốt nè. Đó. Bông tĩnh điện dưới nè. Nguyên bản nha. Và phần cửa sau bên phụ lái. Đó. Riêng về phần chỉ trong, sùng chỉ thì khẳng định cho anh chị không mất một phần nào nha. Tại vì những chiếc xe bị cấn rồi thì đa phần phần chỉ này bị mất nha anh chị nha. Còn xe sùng chỉ bao rinh thì cứ nói thẳng thừng ra là em bao được, không cấn, không đụng, không tai nạn, không ngập, không thủy kích nha. Chỉ trong. Đó, mép trong cửa. Và kể cả ốc đỡ của cái cửa đang 7 màu này. Nha. Đó, cực chất luôn. Nội thất thì rất là sáng đó. Phần khóa của cửa. Ánh 7 màu chưa lắc lê nha.
xe lắc lơ. Chỗ là bao rinh nha anh chị. Phần bên này. Đó 738 gì đó. Phần cửa khóa cửa bên phụ này. Tem còn nguyên. Bể bước hơi trời. Còn phần cốp này. Trên này chúng ta sẽ có túi khí nữa nha. Còn phần chịu cửa cuối cùng ánh vẫn bảy màu cho phần khóa nữa. Bon tĩnh điện đồ là còn nguyên nha, nguyên bản cho anh chị luôn. Cũng như là 2014 thì kính trên này sẽ là mã 4 nha. Đó. Chủ A bên phụ lái. Bao căng nha. Đăng kiểm tháng 8 2021. Và phiên bản này két gió lỗ mũi trên. Đó. Và khách đang coi xe tại cửa hàng bên em nha. Bây giờ em sẽ vào khoang buồng lái của chiếc xe. Và tầm nhìn chiếc xe này anh chị có thể thấy là Fortuner tầm nhìn rất là cao nha. Cục số rinh này. Đây nha. Cục số gia rinh nha. Đó. Và hơn hết là chiếc xe này về tới cửa hàng bên em chạy 86.545 cây. Kim nước chưa lên, nhích một cái một là nổ nha. Tua máy rơi vào 800 vòng trên phút. Bật máy lạnh lên cho anh chị có thể thấy này. Vẫn giữ nguyên tình trạng máy nha. Đó. Và AC đã bật. Đó. Bên dưới này sẽ là dàn lạnh sau nha. Đó. Đó. Học tỉ tay nè. Cực phê nha. Và phần sơn tĩnh điện trên này thì bao căng như anh chị luôn. Cũng như là người sử dụng lên thảm cho mình rồi. Đó. Phần kính trước cũng được người sử dụng trước lên phim cho mình nha. Đó. Lên phim đoàn mình. Đó. Vô lăng không hú nha. Còn kính cặp gửi cặp điện cực êm nha. Cho phần bên phụ lái rất là tốt nha anh chị nha. Đó. Bây giờ em sẽ dỡ cabo lên để cho anh chị coi về phần máy của xe. Đây anh chị, khoang máy thì vẫn thân thuộc, cục máy D4D từ Toyota và ống turbo đang bảy màu nha anh chị nha, nguyên dàn ống turbo bao phê luôn đó. Và máy cam kết cho anh chị chưa rớt máy, hộp số rinh luôn nha. Xe này hộp số rinh, máy chưa rớt đó. Phần dàn cũng như cục đèn chưa phục hồi đó. Thì mình coi dàn trên, mình phải coi luôn cả dàn dưới nha. Đó, còn tấm thanh dàn trên này bao phê cho anh chị luôn đúng không ạ. Đèn bên ghế lái cũng như là cái hộp què bên trong. Đó. Hệ thống ABS của xe nằm đây và hệ thống thắng nằm cạnh đó luôn. Đó, bao tươi mới cho anh chị về phần máy nha. Đó, cabo sơn rinh này với cao su của anh nha. Đó. Và sung chỉ không mất một phần nào, đó là chắc chắn luôn. Bồng bẹ bên trong. Đó. Bình nước hồng. Và máy là cái cốt của cánh quạt phải là cốt xanh. Đó. Đúng vậy. Máy cam kết chưa mở, chưa đụng máy nha anh chị nha. Đó. Cục đèn chưa phục hồi, đèn rinh đồng hoàng. Đó. Và phần hộp số của chiếc xe. Đó. Hộp số đây. Nha, số rinh. Và kể cả đó, cao su gắn ghề bên dưới. Đó. Rất là chất nha. Đó, và toàn bộ nước sơn của xe bao căng cho anh chị luôn.
Và nếu như anh chị nào thích chiếc Fortuner 2014 này, hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949, coi xe trực tiếp tại cửa hàng hoặc có thể chốt trực tiếp bên em sẽ giao xe cho anh chị nha. Và thay mặt cho toàn thể anh em tại Salon Moto, kính chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất từ cửa hàng bên em, cũng như giá xe phân khúc gia đình tại thị trường ô tô Tây Nguyên Lâm Đồng. Và một lần nữa xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.